ra là bản chất văn hóa của mỗi người cùng quê. Lý Giảng cũng vậy, nó dường như là tâm hồn, là diện mạo, là cuộc sống của người dân xứ này. Người lừa mãi treo đưa câu hạt ngân nga, ai về xứ nghề quê ta nghe câu mỹ dằm tiệt ta. Câu hạt về quê bạn sen nở đông